Hồi thầy đi tu đó thì nó không phải giống như bây giờ, nó có đủ tiện nghi gì đâu. Cái thời đó là nghèo lắm. Thành ra thầy đi tu đó là chỉ có một cái áo tràng với hai bộ đồ rách thôi. Và gần như là suốt mười mấy năm như vậy đó, là thầy chỉ mặc cái đồ tang mà ta bỏ đó, ta xả tang ta bỏ đó, rồi lấy nhuộm với cái vỏ măng cục cho cái màu nó hơi lem lem một chút rồi mặc. Thì tự nhiên thích như vậy thôi, thích mặc cái đồ nó như vậy đó. Thì như vậy đó là tại vì cái căn lành mình nó có, cho nên mình thích những cái mà nó khác với người đời. Người đời thì người ta thích nó mặc đẹp đó. Nhưng mà thầy thì mặc cái bộ đồ đó đó, thầy thấy thầy thích. Hỏi sao thầy thích? Thầy nói khỏi mất công giữ gìn. Mấy huynh đệ của thầy đó cùng tu đó, được các Phật tử họ thương đó, rồi họ may cho đồ mới, đồ tốt đó. Thì bây giờ đó, giặt rồi đó, hơi phải ngồi coi chừng mấy ông, sao người ta lấy. Còn bộ đồ của thầy bỏ không ai lấy hết. Đây là cái điểm quan trọng nhất đó. Thầy nói thầy thích cái chỗ này, cái đời tu hành của mình đó. Mà đúng đó, sau này lớn lên học rồi đó, mới thấy Đức Phật dạy cái này đúng. Cái đời sống tu hành đó, là mình không có sở hữu bất cứ một cái vật chất nào hết đó. Cho nên mình ở bất cứ chỗ nào đó mình cũng thấy an lành. Còn bây giờ đó, các Phật tử có một bộ đồ tốt mất công giữ, có một đôi giày tốt mất công giữ, phải không? Tất cả cái gì cũng phải giữ hết đó. Mà cái giữ đó đó đôi khi đó là cũng không an toàn nữa. Còn bây giờ Đức Phật nó một ông thầy tu á, mà không có một cái gì quý giá trong người hết đó, thì không phải giữ cái gì hết đó. Mà cũng không ai mà muốn hại mình để mà lấy cái gì của mình hết đó. Thì cái này là cái đời sống an lành nhất. Tức là cái tâm của mình là không có một cái ý mà ý giữ của, và đồng thời đó cũng không ai mà có cái ý mà hại mình đó, vì muốn sang đoạt cái của mình. Cho nên là lúc bây giờ đó, cái gì mà Ngài Phổ Hiền dạy đó, người ta không thể lấy của mình được đó, thì mình nên phát triển nó lên. Còn cái gì đó mà người ta có thể lấy được đó, thì bỏ đi. Cái phiền não và cái trần lao nghiệp chướng phát sanh từ chỗ này. Thành ra mọi người trên cuộc đời này khổ là vì cái lý do đó. Mình cố gắng giữ cái gì không thể giữ được, cho nên phiền não phát sanh ra. Bây giờ Ngài mới dạy mình, khi muốn tu, muốn trở thành Phật tử thực sự đó, thì mình nên giữ cái gì mà người ta không thể lấy của mình được đó, thì cái này nên giữ và nên phát triển. Nên quý vị tụng kinh Bổn Mông có một câu rất hay đó, Ngài Phổ Hiền dạy đó: nếu là người đó mà tu mà có trí tuệ đó, thì nghĩ sau khi mạng chung rồi mà còn mang theo được á, thì cái này tích cực mình giữ gìn và phát triển lên. Tại mình phát triển lên để khi mà mình chết rồi đó, cái này đó mình mang theo. Còn cái gì mà khi chết rồi không mang theo được á, thì này bỏ, phải không? Đó, thế nên trên bước đường tu cái căn bản của nó là chỗ này nè. Nhưng mà đa số mình tu không có kết quả đó, là vì những cái đó mà không giữ được ráng giữ. Còn những cái đó mà giữ được mang theo đó, cái này mình không có. Cho nên khi mình chết đó, mình đi đó bằng hai bàn tay trắng, chỉ có một cái tiếc nuối, buồn, tủi. Tất cả những cái này sanh ra, cho nên dẫn mình đi đạo thai trong sáu đường sanh tử. Cái này rất là nguy hiểm. Cho nên nếu mà cái người nào đó quý vị nhìn kỹ rồi thấy tiền của họ nhiều đó, khi họ chết không đành nữa. Họ chết không đành lòng đâu. Họ không muốn chết đâu, họ rất sợ chết. Nhưng mà rồi họ cũng phải chết. Thì họ chết đó, thì cái này đó, một đó, là họ đi vào địa ngục, hai là đi vào ngạ quỷ. Hai con đường này khó thoát lắm. Cho nên đa số những người giàu có mà họ chết rồi đó, họ chết rồi đó vì tiếc của, cho nên không đi đầu thai được.
Thì bây giờ họ ở lại đó, họ làm quỷ yếu của này. Cho nên cái này, nếu thiệt mình tu rồi mình rất sợ. Tại vì cái chính, tất cả những cái gì mà mình giữ được thì giữ, còn cái gì giữ không được thì buông. Các Phật tử muốn tu theo Phật là phải làm này. Cái gì giữ không được thì buông. Mà mình buông đó, mà nó không mất đó, thì cái này là mới thiệt của mình. Còn mình cố mình giữ mà nó mất đó, thì cái này không phải của mình. Cho nên rủi mất rồi cũng không buồn. Mà người xưa người ta có kinh nghiệm, người ta dạy mình cái đó, là cái người có phước thì mất của, còn người vô phước thì mất mạng, phải không? Của thế mạng người mà. Thành ra trong lịch sử Phật giáo nó có vị thiền sư đó, ngài luôn luôn ngài đi tu rồi mà ngài giữ cái túi vàng. Túi vàng ngài giữ này. Thành ra khi mà ngài gặp một anh cướp đó, đón đường đó, thì ngài ném cái túi vàng ra cho anh. Ngài nói ta thiếu người vàng chứ ta không có thiếu người mạng nha. Anh kia lấy túi vàng đi đi. Cho nên mới có một cái là có phước thì mất của thôi, còn không phước thì mất mạng. Nên nhiều người nó chết vì giữ của mà chết, mà chết rồi nó thành quỷ giữ của. Cho nên ngay chỗ cái đầu cầu này nè, hồi đó có một cái ông, ông đi ngang đây, ông đi ngang cái chỗ cái cầu trước chùa mình á, rồi ông bị cái người ăn cướp đó, giết ông, ném sát xuống cái cầu đó, lấy cái chiếc xe Vespa của ông. Cho nên ông này chết oan ức quá, ông đâu có gì đầu thai được, thành ông ở dưới cầu này. Thì lúc bây giờ đó, thầy mới thấy người ta sắp hàng, người ta đem bánh chuối rồi ra chỗ đầu cầu này tôi cúng. Thầy hỏi, ở sao bữa nay cái gì mà đó mà mấy bà ra đó cúng đông vậy? Mấy bà mới thưa thầy nữa là con ra ngoài đó cúng để xin số đề thầy. Chỗ này đó là linh lắm. Thầy hỏi sao linh? Nó tại vì có một người chết bị giết ở đây cho nên linh lắm nè. Cho ra là xin số đề nó là trúng. Đây, các Phật tử thấy cái chỗ này. Thành ra khi mà thầy nghe nói như vậy đó, thì mấy người xin số đề đi về hết rồi đó, thầy ra thầy đứng ở chỗ đầu cầu đó, thầy kêu ổng thầy nói, phải không? Thầy nói. Thầy nói với cái ông mà chết đó. Thầy nói thôi bỏ đi theo Phật. Thế nên bỏ đi theo Phật tu. Chứ giờ ông ở đây ông làm quỷ, ông giữ của này đó, để làm quỷ cho tới bao giờ mà ra được? Có cái duyên đây, nó có cái chùa cái nghiêm đây này, vô đây tu nghe kinh đi, nghe người ta tụng kinh rồi siêu thoát về Phật. Thầy chỉ nói vậy thôi, nhưng mà cái chỗ này hết linh rồi. Vì sao thầy không thấy người ta tới người ta xin số đề nữa? Thành ra cái miếu ông còn kế bên chỗ cái hông chùa mình đó. Cho nên đây là cái điều quan trọng. Như hai nghiệp nặng quá thì chết sẽ vào địa ngục, còn không thì sẽ làm ngạ quỷ ở đó. Đó là cái điều quan trọng nhất mà tất cả người tu này phải biết. Mà cái khi đó cái phước mình có đó, mình không giữ đó, thế nên cái gì của mình thiệt á, thì không giữ nó cũng là của mình thôi, nó không mất. Còn cái gì không phải của mình á, mà mình cố giữ thì nhất định nó cũng mất thôi. Ở trên đời này nữa, các Phật tử nên nghiệm cái này, lời Đức Phật dạy rồi mình hiểu rồi đó, thôi mình dám buông. Thế nên mình dám buông, mình buông đi rồi mình thấy nó không mất á, thì cái trường hợp này nó thiệt, cái này là của mình. Mà khi á, nó mình buông mà nó mất đi rồi đó, thì mình mới biết cái này là nghiệp của mình đó, cho nên buông được nó nhẹ nhàng. Thế nên thầy thấy đó, có nhiều người mà trên đời này nè, về cái vấn đề tình cảm, cái nghiệp. Thành ra có một cái anh Phật tử trong đạo tràng, anh thì làm việc cực khổ, nhưng mà có bao nhiêu tiền của nó, có cái bà vợ bà đem bà đánh đề thua hết rồi. Các vị thấy khổ không? Anh ta đến khóc, anh thưa với thầy, anh nói kể chuyện thầy nghe. Thầy mới biểu ảnh, thầy nói thôi,
Vậy thì bỏ bà đi, phải không? Bà phá quá mà bà phá anh quá mà anh giữ bà làm chi? Anh này mà nói với thầy, nó không được thầy. Bỏ cái là con chết rồi thầy. Thầy mới dạy anh này, thiệt là anh muốn tu đó, thì anh bỏ bà đi. Thì anh có chết đó, là anh chết cái con người tham dục của anh thôi, con người xấu anh thôi. Nhưng mà cái chân linh của anh hiện ra đó, anh nghe lời thầy anh tu đi, phải không? Cái nghiệp này cho nó tiêu đó, thì cái trường hợp này đó, nó sẽ hết thôi. Thành ra nhà cửa gì bán hết rồi, cầm rồi ra đường ở rồi nha. Thành ra bây giờ đó, anh này anh nghe thầy anh nói thôi, thôi thầy dạy vậy con nghe thì bỏ, bỏ bà đi. Nói bỏ thì bỏ, nhưng mà thiệt ra đó, ở trong lòng vẫn còn thương chứ, phải không? Các Phật tử nên thấy, tại giận thì bỏ, nhưng mà nghĩ lại thì thương, phải không? Cho nên nó có cái ý bỏ đi, bỏ cái nghiệp của mình đi đó. Thì lúc bây giờ đó, anh mới gặp một cái người tốt đó, cũng đi chùa. Mà bây giờ đó họ thiếu một cái người đó, nhà họ thiếu một cái người đó, làm gì? Gọi là bảo vệ. Cái này ngân hàng thiếu người làm bảo vệ. Cái chị này làm ở trong ngân hàng, thiếu người bảo vệ. Thì bây giờ đó, chị này nó mới thưa với thầy đó, nói là ông giám đốc ông nhờ con kiếm một cái người bảo vệ mà con không biết là kiếm ai, phải không? Không biết bây giờ kiếm ai đây. Thì thầy mới nói với chị, thầy nói này, có anh này giờ thất nghiệp, không nhà, không cửa, không tiền bạc hết này. Con nếu hay được thì cái trường hợp đó thì cho anh vô làm bảo vệ. Thầy hỏi anh này, anh chịu làm không? Anh nói làm bất cứ cái gì con cũng làm hết thầy. Thì thôi dắt anh này cho đi về làm bảo vệ ngân hàng. Mà làm bảo vệ như vậy suốt giờ tới mấy chục năm rồi. Lấy tiền đó mà nuôi con học tốt nghiệp đại học ra trường hết rồi. Bây giờ sáu mấy tuổi hồi hưu rồi, biết không? Nhưng mà người ta cũng chưa cho nghỉ. Ta nói thôi nghỉ thì nghỉ, nhưng mà bây giờ anh là Phật tử, anh tốt quá đi. Cho nên giờ thôi ráng giữ anh lại, hãy còn khỏe thì thôi giúp cho ngân hàng. Cho nên mình tu đó, mình đổi cái nghiệp mình đi. Thầy nói bỏ nó là bỏ cái nghiệp của mình á, phải không? Bỏ cái nghiệp mình đi, cái này cái nghiệp ác. Cho nên mình bỏ cái nghiệp ác mình đi được á, thì cái này nó thay đổi. Thầy nó thay đổi một cái đó, là tự nhiên cái bà vợ anh lại tự nhiên biết được cái lỗi của mình, nhận ra được cái lỗi của mình đó. Thì lúc bây giờ đó, bà đâu còn tiền gì đi đánh đề nữa. Thôi bây giờ đi bán vé số, phải không? Thành ảnh đi làm ngân hàng, bà này đi bán vé số, lấy tiền nuôi mấy đứa con ăn học. Thành hai vợ chồng trở thành người tốt hết. Đó là mình tu, gọi là chuyển nghiệp, giải nghiệp đó, là chỗ này. Tự nhiên nó vậy thôi. Còn trong lúc đó mình buồn phiền, mình đau khổ, mình bực tức á, thì công chuyện nó càng rối thêm cho mình nữa. Thì tới cuối cùng nó là đọa. Cho nên mình tu theo Phật, mình có cái khác chỗ đó có. Cho nên trên thực tế này đó, mà bỏ được cái nghiệp á, thì cái phước sanh ra. Còn bây giờ tất cả các Phật tử mà đi tu đó, mình cứ cố mong cái phước, nhưng mà nghiệp không bỏ, cứ tạo thêm nghiệp nặng thôi đó. Nên thầy nói đó, thường thường đó, mình đem mình cúng cho Phật một đồng thôi, mình muốn Phật cho mình 10 đồng, phải không? Muốn cho nhiều hơn cái này là phát xuất từ lòng tham, phải không? Lòng tham cái này không được đâu. Phật không có cho cái này đâu, chỉ có quỷ thần nó cho. Muốn cái này nữa là quý vị giống như trên đời này mình đi theo xã hội đen, phải không? Những người làm ăn bất chánh mới này nhé. Còn những người đàng hoàng họ đâu chấp nhận cái này. Thì đương nhiên thần thánh ta cũng không chấp nhận cái này, trời Phật cũng không chấp nhận cái này. Cho nên nhiều người cầu xin thì nó cũng có. Tiền đó là ma quỷ nó lấy, gọi tiền ăn cướp mà. Nó ăn cướp mà cho mình. Thì cái trường hợp này nó thuộc tội ác, cho nên cái này đâu giữ lâu được. Thành đừng đi theo con đường này, mà đi theo con đường của Phật. Mình quyết tâm mình tu để giải nghiệp. Thành ra thầy cũng có những người bạn mà họ tu, nhưng mà họ thuộc về cái loại này. Tu nhưng mà là ác. Họ luyện ma,
ta nên luyện ma. Thí dụ như bây giờ đó, quý vị có một cái món hàng gì đó muốn đem bán mà bán không được, phải không? Muốn đem bán mà bán không được, tới nói với ông thầy này để ông nói thôi ông giúp cho ông bán cái này được đi, rồi đem cúng cho ông bao nhiêu đó, phải không? Thì sao vậy? Thì lúc bây giờ đó, ông này có luyện được con ma đây, ma đi theo ông này, cho nên đó, bây giờ con ma đó nó án nhãn cái người nào đó tới mới mua cái món hàng này. Cái hàng này là cái hàng giả, cái hàng xấu, kém chất lượng, hàng hư gì đó không biết, nhưng mà bị án nhãn đi. Thế nên tất cả các Phật tử nên cẩn thận chỗ này. Khi mà mình bị ma ám, quỷ ám đó, thì lúc đó mình không biết nữa. Thì bây giờ cái bà này bà về bà dụ cái người mà đó đó là quỷ ám cái người đó, cho nên người đó họ tự nhiên họ thấy cái món hàng này, họ đâu có thấy đúng, họ không thấy đúng. Vì vậy đó mà giá ở trên trời họ cũng mua nữa, họ mua cái này. Cho nên tất cả mọi người trên cuộc đời này nó đi vào trong cái con đường này, thầy nói là con đường của ma quỷ chứ không phải con đường của Phật. Người này lừa người kia lừa người nọ, toàn là lừa dối nhau thôi. Cho nên cái này, cái thế giới này, thế giới ma quỷ mình tránh xa đi. Mà mình nên gần gũi với các bậc hiền thánh. Mà các bậc hiền thánh thì dạy mình cái gì? Tức là cái điều tốt đó, thì mình cố gắng mình làm. Còn cái điều xấu mình nên tránh đi, phải không? Cái điều xấu đó là làm cho người khác khổ là điều xấu. Còn làm cho người khác vui đó, thì cái trường hợp này đó là mới là người tốt. Người tốt là không bao giờ làm khổ người khác được. Thì như vậy đó, trời Phật mới phù hộ mình được. Các Phật tử nên nhớ cái chỗ này trên bước đường tu, cái cốt lõi của nó là chỗ này. Cho nên mình tốt thì lúc bây giờ đó, tất cả thần thánh đó là người tốt đó, thì luôn luôn họ bên vực người tốt này, họ giúp đỡ cho người tốt, chứ họ không có giúp đỡ cho những người xấu. Mà nếu hay mình khởi lên cái xấu, ý niệm xấu đó, thì ma quỷ nó tới với mình. Đó là cái thế giới xấu. Cho nên mình sống, mình tu ở đây đó, lần lần mình xa rời cái thế giới xấu này đi, mà mình đi lần vào trong cái thế giới của hiền thánh, của Phật. Đây là Đức Phật dạy. Mà muốn vào trong thế giới của Phật, thế giới hiền thánh đó, là mình phải tập theo giống họ đi. Mình phải có cái tâm giống họ. Chứ còn hai cái hoàn toàn khác nhau đó, thì đâu có giờ sống nhau được. Một người đó thì tốt, muốn giúp đỡ người khác, mà sống chung với người là chuyên môn lừa dối, lường gạt đó. Hai cái này hoàn toàn khác nhau đó, không thể tồn tại được đó. Cho nên đó, nếu mà ta muốn xa rời cái thế ta bà, giới đa, ta bà đau khổ này đó, thì ta phải tập sống theo cái thế giới của hiền thánh, của Phật, của trời. Chứ còn ta không sống với cái thế ma quỷ nữa. Cho nên lần lần đẩy lùi cái thế giới ma quỷ đi, mà ta tiếp cận với cái thế giới của thần linh. Thì lúc bây giờ đó, nhờ cái thế giới của thần linh này nó phò hộ và che chở ta nữa, thì chúng ta đã từ từ nó phát lên được. Nó phát lên được. Nó phát lên từ chỗ nào? Nó phát lên là từ ở trong cái tâm chúng ta trước. Các vị tự kiểm lại coi có thể là mình phát được chưa nhé. Tức là trong lòng mình bốn việc mà thầy nói đó, buồn, giận, sợ, lo, cái này cắt. Cái này là con đường của ma quỷ đó. Cho nên tại sao mình buồn? Tại vì mình mất cái gì đó mình buồn, phải không? Mình mất cái gì mình buồn. Đấy, thành mình buồn với mình giận đây nè, là phần nhiều nữa. Mình bị nó gạt mình á, mình cũng giận nữa. Ta nên buồn, giận. Rồi lúc bây giờ đó, mình có cái tiền của gì mà bất chánh này ra, lúc nào cũng lo, cũng giấu hết, phải không? Sợ chứ. Sợ người ta phát hiện ra. Thành ra làm việc ở trên cuộc đời này đó, mà tất cả mọi người đó, quý vị nhìn kỹ là xem, người nào mà ở trong cái tâm luôn luôn lúc nào cũng lo lắng, sợ hãi đó, là những người này, những người gian dối này.
Những người này những người gian dối này, làm ăn cũng gian dối, cho nên sợ, sợ chính quyền, sợ công an, phải không? Nhưng mà bây giờ này, chính quyền mà công an đó lại cũng có những cái là trái luật đi, thì cũng luôn luôn sợ, phải không? Sợ người ta phát hiện chứ. Sợ người ta phát hiện ra những cái điều lôi thôi của mình đây á, là coi chừng bị bỏ tù. Sợ. Thành ra nhiều người đó, cái phước có làm quan rồi, nhưng mà bây giờ đó là tại vì cái lòng tham lam cho nên làm những chuyện bậy. Làm những chuyện bậy rồi đó thì bắt đầu lo, sợ. Nhưng mà sợ khỏi không? Đấy. Thành ra lo, sợ nhưng không bao giờ khỏi. Cho nên mình hiểu đạo rồi đó, bốn cái này này mình không sợ nữa. Không sợ, không sợ, không lo, phải không? Thành ra trong cái đời tu của thầy đó là nhờ cái căn bản là chỗ này. Thành ra tu bốn môn chỗ này. Nên nhiều thầy đó, trong lúc mà khó khăn đó, nói với thầy câu này này, nó chết tới nơi rồi mà sao thầy không sợ hả? Thầy nó chết tới nơi rồi thì sợ cũng chết, thì sợ làm gì, phải không? Nhưng sợ rồi chết đó, thì sẽ đi vào địa ngục, phải không? Sợ mà chết đó là đi vào địa ngục nữa. Cho nên bây giờ chết tới nơi rồi, thế nào cũng chết rồi, không sợ. Cho nên phải nhiếp tâm niệm Phật. Tức là mình nhiếp tâm, mình nghĩ tới Phật thôi. Thì có chết thiệt đó, là cái hồn mình về Phật. Thầy thấy nhiều người họ tu theo kiểu này, họ có kết quả này. Họ tu đó, mà tại vì đó, họ biết cái thân mạng này thì thế nào cũng chết, sớm muộn cũng chết, phải không? Cho nên người ta tu đó, người ta chuẩn bị rồi. Ta chuẩn bị cho cái chết người ta rồi. Mà chuẩn bị cái này là gì? Các vị nên chuẩn bị trước một cái đó, là làm sao đó mà Đức Phật nói là cái thân mình không bệnh hoạn mà cái tâm mình không buồn phiền. Cái chuẩn bị cái này quan trọng nhất. Thân bệnh hoạn, tâm buồn phiền. Cho nên thân bệnh hoạn nó tác động qua cái tâm làm cho tâm buồn phiền, phải không? Mà cái tâm buồn phiền này nó tác động qua cái thân thành nó thân bệnh hoạn. Cho nên trên bước đường tu nữa, mình giải tỏa được cái này. Cái ức chế về tâm lý này giải tỏa trước nữa. Tại nên tâm mình không buồn phiền. Không buồn phiền thì không bệnh. Đấy. Cho nên mấy thầy nói với thầy nói tại sao mà Hòa Thượng tu mà suốt đời tôi không thấy Hòa Thượng bệnh, phải không? Đấy. Thầy nói là tu theo Phật mà Đức Phật dạy mình đó, nhớ là đừng có buồn phiền. Ở trong lòng buồn phiền nhiều đó, là sanh bệnh đó. Buồn phiền, lo lắng, tính toán đó. Mấy người này thì tức là thân bệnh à. Dù có uống thuốc tiên đi nữa cũng chết, phải không? Cái này sao khỏi được đấy. Cho nên đó, chữa được cái tâm bệnh này trước đó. Thành mình tu theo Phật đó, mình chữa được cái tâm bệnh mình đi đó. Thì cái trường hợp này đó, là từ cái tâm bệnh này cho nên nó chuyển qua cái thân. Cái thân mình nó khỏe mạnh, nó không bệnh chứ. Thành ra thầy đó là mỗi một ngày thầy chỉ ăn có nửa chén cơm thôi. Thầy đâu ăn nhiều. Nhưng mà sau này đó, thầy thấy mình đi theo Phật rồi đó, sống theo đúng Phật dạy rồi đó, thì cái trường hợp mình thấy cái này rất tốt cho mình. Tại vì thầy ăn ít như vậy đó, thì cái cơ thể thầy nó được nghỉ ngơi. Nó được nghỉ ngơi thì nó đâu bệnh, phải không? Giống như cái xe mà quý vị chạy nhiều quá nè, thì cái trường hợp mau hư. Còn cái xe thầy không cho chạy nữa. Thầy không cho chạy. Tức là ăn nhiều thì sao? Tức là bộ tiêu hóa phải làm việc đó. Đầu tiên đó, là cái bộ tiêu hóa nó phải làm việc đi. Mà bộ tiêu hóa nó làm việc nhiều đó, thì nó phải mệt, phải không? Đấy. Cho nên là tất cả các Phật tử đó, mà tới thưa với thầy, con bị đau bao tử thầy. Thầy hỏi tại sao đau bao tử, phải không? Cái này nên biết này. Tại sao đau bao tử? Đấy. Thì cái này các Phật tử biết rồi. Một là gì? Ăn quá nhiều, phải không? Ăn quá nhiều. Ban đêm cũng ăn nữa. Nhìn thấy cái bụng như vậy đó. Bụng như cái thùng nước lèo vậy mà sao không bệnh được. Bụng xẹp như vậy tốt này, phải không? Đấy, cái này trên bước đường tu này. Đấy. Tại vì anh ăn vô đó nhiều quá, mà lại anh chứa chất độc trong đây nhiều quá, phải không? Chứa chất độc ở trong bụng nhiều quá, không thải ra được thì cái này bệnh cái gì nữa. Nên Đức Phật biểu mình là gì? Mấy ông thầy tu đó, đương nhiên Phật tử cũng nên làm theo được thì tốt.
cố gắng tránh đừng ăn ban đêm. Trên bước đường tu nữa, cái này quan trọng nhất đó. Nên là bây giờ nữa là có những người mới tập tu nữa, biểu là tu bát quan trai thôi, chiều không ăn. Thế là chiều không ăn, tối chiều không được, lén ăn phải không? Thành ăn đêm còn tội hơn nữa, chiều ăn còn đỡ hơn ăn đêm phải không? Thành ra trên cái bước đường tu đó, thì cái người tu đó Đức Phật dạy là sau giờ ngọ không ăn. Tức là sau giờ ngọ không ăn nữa, tức là sau 12 giờ trưa thì không ăn nữa phải không? Nên tại sao vậy? Thì cái này nó qua tới giờ âm rồi. Giờ âm rồi đó, thì cái trường hợp mình ăn vô nhiều quá đó, thì cái bộ tiêu hóa nó không làm việc được, nó không tiêu được thức ăn, nó ứ ở trong bao tử mình đó. Thì cái trường hợp này thành bệnh đó. Cho nên thầy biểu thầy nói thôi ông về nè, ông đừng có ăn nữa phải không, cố gắng nhịn đi. Thành ra cố gắng nhịn đi, đừng có ăn nữa. Nhất là đừng có ăn buổi tối phải không, tối bỏ ăn đi. Thành ra tuần lễ sau ông tới, ông thưa với thầy, ông nói con thấy đỡ thầy. Đấy, chỉ có cái nhịn ăn thôi mà thấy đỡ rồi phải không, thì ăn chỉ cho thanh bệnh. Cái điều sai lầm của mình nữa là chỗ này. Thầy Đức Phật đắc đạo rồi, Đức Phật thấy cái chỗ này. Tức là từ 12 giờ trưa đó mà cho tới 12 giờ đêm đó, thì cái trường hợp này đó, hạn chế vấn đề ăn được là tốt, để cho cái bộ tiêu hóa nó nghỉ ngơi. Nó nghỉ ngơi, nó khỏe thì nó không bệnh. Chứ còn bây giờ đó, tối mà quý vị ăn một cái bụng mà to đầy rồi đó, rồi mình nằm mình ngủ phải không, trong lúc mình ngủ đó, thì bây giờ nó sẽ tiết ra chất độc rồi. Cho nên sẽ sanh ra nhiều bệnh. Thế tất cả các Phật tử muốn tu nữa thì tập như thầy vậy. Chiều có ăn thì ăn ít thôi, nhưng mà nhớ điều thầy dặn đó, là sau 8 giờ tối đừng ăn. Thầy thấy có những người nữa mà cứ chờ tới 8, 9 giờ tối mới ăn phải không, ăn là mới đi ngủ. Để có ai ăn vậy không? Nhớ nha. Tức là có ăn á thì thôi chiều ăn nhẹ, người ta thường thường người ta gọi chiều ăn nhẹ phải không, ăn cháo, ăn súp, ăn mì, ăn gì mà ăn ít thôi chứ đừng ăn nhiều. Là như vậy đó, là quý vị sẽ không bệnh, cái thân không bệnh. Đó là cái điểm quan trọng nhất đó. Mà cái thân không bệnh thì nó không hành hạ cái tâm mình. Cho nên đó, khi mà mình bị đau bụng thấy không, mình bị đau bụng, mình bị nhức đầu, nhức răng gì đó, thấy cái tâm nó khổ phải không? Bây giờ cái thân mình nó khỏe rồi, cái thân mình khỏe, cái tâm mình nó khỏe theo, hai cái này nó tác động qua lại. Cái thân này nữa, nó tác động qua cái tâm mình, cho nên cái tâm mình được an lạc. Mà tâm mình an lạc đó, mình tu nữa đó, thì bây giờ cái tâm an lạc này nó tác động qua cái thân mình đó, thì cái thân mình đây nó trở thành một cái, người ta gọi là cái cỗ máy kỳ diệu. Nó chữa được hết tất cả các cái bệnh tật, tự nó chữa thôi. Tại nên mình không cần thuốc men gì hết, nó tự chữa thôi. Còn nếu mà mình muốn chữa đó, là vì lý do khi nào mình làm cái gì mà nó quá sức, thì mình phải bỏ thêm nó vô. Bỏ thêm vô nữa, thí dụ bây giờ đó, mà tất cả các Phật tử mình đi bác sĩ, nó nói là bây giờ đó, mình bị thiếu cái chất canxi chẳng hạn, phải không? Thành ra mình ăn cái gì đó, để hay mình uống cái gì đó, tức là ở trong thực phẩm nó đã có những cái chất này rồi, ăn vô rồi đó thì nó bồi dưỡng đủ cái này rồi thôi, đâu bị nữa. Đấy, thành ra cái trường hợp đó, ngày xưa đó, các vị thiền sư, các thầy đó, kể cả Đức Phật, các vị thấy hầu hết là ở trên núi. Đấy, thành ra Đức Phật mình hồi đó nó còn tại thế đó, đi giảng đâu đi, nhưng mà xong ngày về, ngày lên núi lên thú ấy. Ngày lên núi lên thú, ngày tọa thiền. Tại sao ngày lên đó ngày tọa thiền? Cái chỗ này là cái điểm quan trọng nhất, các Phật tử mình tu mình biết. Rồi sau này các đệ tử Đức Phật họ cũng đi kiếm cái núi họ tu, hết ở dưới này phải không? Cái người họ tu đó, họ lên trên núi họ tu. Là tại vì đó, mình lên trên núi cao đó, ở cái tầng cao đó, thì nó ít cái chất bẩn phải không? Cái không khí bẩn nó ở thấp dưới, ở thấp này, mà lên trên núi cao đó
thì cái trường hợp đó cái không khí bẩn không có nhiều. Cho nên lên trên cao đó mình hít thở được cái không khí nhẹ, cái không khí nhẹ ở trên đó. Mà trên đó nó có rất nhiều dưỡng khí, ở trên núi nó có rất nhiều dưỡng khí. Tại vì kinh nghiệm thầy đó, hồi còn trẻ đó, thầy hay lên núi Thị Vải thầy tu. Thầy tự nhiên có cái cảm giác đó, mình dưới này mình cảm thấy mình mệt mỏi đó, mà mình lên trên đó mình ở chừng vài ba ngày đó, không ăn uống gì hết, phải không? Ăn rất đơn sơ, nhưng mà sao thấy mình khỏe mạnh trở lại. Cho nên đó, thầy nói trên đó nó có cái không khí trong lành. Nó có không khí trong lành ở trên đó, cho nên đó, mình ở đó đó, lại là nó tạo cho mình có sức khỏe tốt. Đấy là trên cái bước đường tu, cái chỗ này là sự thật, con nói vậy đó. Mà ngày nay người ta nghiên cứu rồi, người ta nói nếu mình ở trên cái độ cao của nó đó, từ 500 thước mà mực nước biển trở lên đó, thì thường thường nó có nhiều cái khí nitơ, phải không? Nó có nhiều cái dưỡng khí này đó. Mình chính mình hít thở cái không khí đó, đó. Ta nói mình không ăn bằng miệng nữa mà mình ăn bằng mũi. Cho nên các vị thiền sư họ ngồi yên như vậy đó, mà họ chỉ hít thở không nữa mà họ sống. Cái này ta có thiệt cái này chứ không? Thì như vậy là cơ thể họ được nghỉ ngơi hoàn toàn. Bộ tiêu hóa nghỉ ngơi, bộ tuần hoàn cũng nghỉ ngơi. Cho nên nó tự nhiên hạ nhịp tim xuống. Tại khi mà thầy thực tập, thầy tu cái này đó, thì từ cái nhịp tim mà 8-90 nó có thể hạ xuống còn 5-60 thôi. Cái này là có trong đời thầy tu. Thì lên trên núi thầy ở là thầy thấy tự nhiên nó dễ tu cho mình. Mình tập thở theo cái kiểu thiền đó, cái này rất dễ. Mà cái này người ta gọi là ăn không khí mà ăn bằng mũi. Đấy, cái này là sự thật ở trên bước đường tu nữa. Là tại vì các hòa thượng hội trên núi thầy gặp đó, thì các hòa thượng dạy thầy cái cách tu là như vậy đó. Gọi là ăn không khí. Ăn không khí tốt hơn là mình ăn thực phẩm, phải không? Ăn thực phẩm có nhiều chất độc hơn, mà ăn không khí ở trên núi đó, thì cái trường hợp này đó là khỏe hơn. Nên khi nào mà ở lên núi rồi để quý vị ở đó, thì sáng mình dậy đó, mình hít vô một hơi cho thật dài, rồi mình thở ra. Mình làm như vậy đó, độ chừng 5-10 phút cái mình thấy mình khỏe hẳn đó. Cái này là sự thật ở trên bước đường tu nữa. Cho nên thầy nói nó tác động qua lại thân, nó tác động qua tâm, mà tâm nó tác động qua thân. Rồi lần lần mình mới thấy, nhìn kỹ rồi đó, cái vật chất nó không phải là cần thiết nhiều như mình tưởng. Tại vì mình tưởng quá nhiều đi cho nên mình mới ăn. Còn bây giờ đó, mình tu rồi nữa, mình khác hơn người khác. Mà mình khác hơn người khác đó, thì ở chỗ này đó, cái phước đức có, tức là cái thặng dư mình có. Mà cái thặng dư này là thặng dư phước đức. Cho nên đó, cái nhu cầu mình thì ít, mà cái vật chất tới với mình nhiều hơn. Cho nên ai mà có tu thì nhận này. Tức là cái cung á, thấy không? Cái cung á, nó vượt cái cầu đó, thì cái này cái người được hạnh phúc và an lành nhất. Còn cái cầu á, mà nó vượt cái cung đó là cái này khổ. Cho nên mình tu để mình giảm cái cầu xuống tối đa đó, thì cái cung này nó tự nâng lên thôi. Cho nên bây giờ nó sáng các vị đó, nhưng mà mình tối đa thì nó ăn nửa ổ mì là vừa đủ rồi, vừa đủ sống rồi, biết không? Mà bây giờ nó cái khả năng mình mà mua một ổ bánh mì thì dư rồi. Cho nên cái này cung dư cầu, cho nên mình thấy lòng mình nhẹ. Lòng mình nhẹ, chỉ còn có một cái là cái lòng tham trong này nó nặng quá. Cho nên bây giờ khởi niệm lên. Nên trên bước đường tu đó mình có khác hơn người thường ở chỗ đó. Mà thầy nói nó thường đó, là đói cái tâm, cho nên cái nghiệp. Rồi kế đó là đói con mắt, phải không? Cho nên hai cái này quan trọng. Tới cái thứ ba là mới đói cái bụng. Tại cái bụng còn ốc nóc như vậy nếu mà đói cái gì? Mỡ thừa còn đầy ở trong đó mà, phải không? Có thể nhịn cả tuần lễ cũng chưa hết. Cái này nó chưa tiêu hết đi. Mà nó tiêu hết cái đó rồi đó, xẹp bụng rồi đó thì sẽ không bệnh. Chứ còn nếu hay để cái bụng đầy mỡ không á, là thầy thấy ngồi thở. Mới 40-50 tuổi mà cứ ngồi thở. Cứ hãy tiếp tục ngồi thì thở, nhưng mà hở thì ăn, biết không? Ăn rồi thở, ăn rồi thở. Đấy. Thầy có những người bạn mà lên tới cả 100 kg rồi, hơn 100 kg rồi, cũng trong tình trạng này. Mệt. Các vị nghĩ có mệt.
Cái người mình, cái quả tim thì ai cũng như ai hết. Nhưng mà bây giờ nó bơm máu để mà nó đi nuôi một cái cơ thể 100 kg đó, thì cái này nó mệt hơn phải không? Còn bây giờ cái cơ thể mình nó chỉ vào 50 kg thôi, thì cái trường hợp nó được giảm phân nửa năng suất rồi, nó nghỉ ngơi rồi. Đấy, cho nên trên bước đường tu đó, thầy trải nghiệm thầy thấy cái này, thầy không có mập thêm. Từ hồi đi tu tới giờ 20 tuổi tới giờ nó cũng vậy thôi. Nó không mập thêm nhưng mà nó không ốm thêm. Tim mình nó khỏe. Hồi trước nó bệnh chứ. Hồi trước thầy là thiệt ra là thầy bị tim bẩm sinh. Thầy bị tim bẩm sinh mà bác sĩ nó nói sao thầy đó là cái hở van tim ấy, phải không? Cái này là thầy từ hồi 20 tuổi thầy đã bị cái này rồi. Nhưng mà bây giờ đó thầy 82 tuổi rồi đó. Mà nó cũng vậy thôi. Nó cũng vậy thôi, nó không bị. Còn bạn của thầy đó thì thấy họ phải đi cấy, đi ghép gì đó, làm đủ thứ chuyện hết đấy. Đó, cái này là cái trường hợp thật. Đó là trên bước đường tu đó, mình nhận ra được Đức Phật dạy mình áp dụng đúng, cái này nó kết quả. Rồi đó, từ cái chỗ đó đó mà cái nhu cầu của tâm mình hạn chế. Nhu cầu của tâm, cái thứ hai nữa là các vị nghĩ gì? Cái hạn chế của con mắt. Người ta gọi đói cái tâm mà đói cái mắt. Đây một số các Phật tử đó đang ngồi nghe giảng đây chứ bây giờ nó đói cái tâm, phải không? Ở trong đầu mình nghĩ bây giờ sau khi giảng xong rồi mình đi tới cái tiệm nào mình ăn đây, phải không? Ăn cái gì đây? Tiệm nào ngon này, phải không? Ba cái chất độc này đưa vô trong người mình đó, thì cái này rất nguy hiểm. Đây rất nguy hiểm đây. Cho nên đó, nghe giảng mà không ăn được pháp, mà cái đầu mình cứ nghĩ ăn thực phẩm không, hiểu không? Thì như vậy tu cả đời có được gì đâu. Đấy. Cho nên trong cái lúc đó mình chỉ nghe giảng mà nó thấm vô trong người mình rồi, cái này Đức Phật nó gọi ăn pháp. Cho nên mình đi nghe giảng là mình ăn pháp đấy. Ăn pháp rồi cái thứ hai nữa là mình ăn thiền. Ăn thiền tức là giữ chặn cái tâm lại, không cho nó khởi lên cái ý niệm đi ăn ngoài tiệm nữa. Phải không? Ở đây tất cả các Phật tử có ai đi tìm những cái tiệm ăn ngon không? Cái này cẩn thận, hạn chế nó đi. Chặn cái tâm lại, không cho nghĩ tới thức ăn nữa. Mà cái tâm không nghĩ tới thức ăn nữa đó, thì chắc chắn là cái bụng mình sẽ không đói. Bao giờ nữa mà hãy mình nghĩ tới thức ăn ngon nữa, thì cái trường hợp này đói. Bụng nó sẽ đói đó. Cho nên không nghĩ tới thức ăn thì bụng sẽ không đói đây. Này trên bước đường tu đó, thầy cũng đã từng trải nghiệm rồi. Cho nên sau này nữa thì nghiên cứu mới thấy nó đúng, Đức Phật dạy nhưng mà mình áp dụng làm đúng. Đó. Tại vì đó, cái khi mà quý vị nghĩ tới thức ăn một cái đó thì sao? Cái dịch vị nó liền tiết ra, phải không? Nó tiết ra ở trong cái bao tử mình đó. Đó. Tại vì cái anh này, hay khi mà nó bị kích thích một cái đó, cái tâm mình kích thích nó một cái đó, thì nó tiết ra cái mật. Cái mật để làm tiêu cái chất béo đi. Đang tiêu hóa chất béo mình ăn vô này này đó, thì như vậy đó, để tiêu hóa cái này nó làm cho mình mở lên nhiều đây. Cái này rất nguy hiểm đây đó. Rồi cái thứ hai nữa là gì? Tức là mình nghĩ tới món ăn ngon một cái đó, mình thèm, phải không? Mình thèm đó, nó chảy nước miếng ra, rồi nuốt nước miếng vô. Mà nước miếng để làm gì? Cái công dụng của nó là để tiêu hóa cái chất tinh bột. Đấy, cho nên hồi lúc mà thầy ở bên Nhật, thầy tập đó, thầy ăn gạo lứt với muối mè đó. Ăn gạo lứt muối mè đó là bây giờ đó, ông thầy ông mới dạy đó là ăn có một chén cơm thế này mà ăn mấy tiếng đồng hồ. Cứ ngồi đó ăn, cứ nhơ cho nó thành nước thôi. Thì chính cái nước miếng của mình đó, nó mới tiêu hóa hết cái chất tinh bột này. Nó tiêu hóa hết cái chất tinh bột này đó, thì nó mới thành ra cái chất dinh dưỡng cho cơ thể mình. Cho nên ăn rất ít nhưng mà người mình rất khỏe. Cho nên ở chỗ này đó, người ta đó, 1-2 ngày người ta mới đi vệ sinh một lần. Người ta không phải đi nhiều giống như mình. Tại nó đã tiêu hết rồi. Nó đã tiêu hết rồi, nó đưa vô trong máu hết rồi đó. Cho nên cái cặn bã nó không còn nhiều nữa. Ăn gạo lứt với muối mè là thường nó có cái kết quả tốt là như vậy đó. Đó, cho nên nó chữa được nhiều bệnh lắm. Thành ra cái trường hợp đó, khi mà thầy còn đi học đó, thầy đã thực tập cái này. Mà thầy thấy nó rất là lợi, là trong lúc đó, đó là đi học cho nên không có thì giờ mà
mình nấu ăn, mà thầy cũng không đi tới tiệm để ăn, phải không? Cho nên lúc bây giờ đó là thầy chỉ nấu một cái nồi cơm điện nấu gạo lứt á, còn mè thì đặt sẵn người ta làm nữa, mình mua chừng nửa kilo đem về để đó, nửa kilo có thể ăn được gần nửa tháng mới hết, không tốn bao nhiêu tiền hết. Đây mua chừng vài ký gạo á, thì để ăn, nấu nồi cơm để đó, mà ăn gạo lứt muối mè đó thì để nó càng nguội thì ăn càng tốt hơn, chứ không nên ăn nóng, để cho nó nguội. Thành ra nấu bữa nay ăn rồi không hết rồi ngày mai ăn, thì thường thường nó hai ngày thì mới nấu một lần. Đấy. Nhưng mà ăn theo kiểu này đó là không có tốn tiền mà người vẫn khỏe. Đây là trên cái bước đường tu đó, cái thực chất chỗ này, cho nên cái người tu ở chỗ này đó. Thì bây giờ đó ăn cho kỹ như vậy đó thì cái chất tinh bột này nó tiêu hóa hết. Còn phần nhiều quý vị ăn cho nhiều rồi đó, mình thải ra ngoài nhiều, phải không? Thải ra ngoài nhiều nữa thì cái trường hợp này đó, nó đâu có tiếp thu được bao nhiêu, tại cơ thể mình thừa rồi mà. Đó, nó đã thừa rồi, nó đã thành bệnh rồi. Cái bụng nó to lên thế này rồi, làm sao nó chứa nữa? Mà nếu nó chứa nữa thì nó tăng trọng đó. Nó tăng trọng cơ thể mình lên đó, thì chỉ còn có cái bệnh và chết thôi. Cho nên nó không tiếp thu, nó không tiếp thu được thì nó phải thải ra. Mình phải làm cái công tác chi cho nó khổ, rồi ăn rồi phải thải nó. Đưa vô rồi thải ra, đưa vô rồi thải ra. Thành cái nhà máy này sử dụng nó vậy vô ích quá. Cho nên lúc bây giờ đó, mình không ăn thì mình không thải. Cho nên mình vừa không tốn tiền, mình không tốn sức của mình, cơ thể mình cũng khỏe để mình tu sướng hơn không? Để mình đọc sách, mình ngồi thiền, mình suy nghĩ về lời Đức Phật dạy để ứng dụng trong cuộc sống mình đây. Cái này là thực chất tu là nó nằm chỗ này. Cho nên tất cả các Phật tử khi mà nhận ra được cái điều này rồi đó, mình không có cái nhu cầu nhiều nữa. Mình tu rồi mình không có nhu cầu nữa. Mà có nhiều người là sợ thế này, nếu mà mình không nghĩ, không tính toán đó, thì sợ nghèo, sợ khổ, phải không? Thầy nói mấy người nào mà sợ nghèo là người đó nghèo nhiều á. Càng sợ nghèo bao nhiêu thì càng nghèo bấy nhiêu. Cái này sự thật. Càng lo, càng tính toán nhiều chừng nào nữa thì cái này càng khổ bấy nhiêu thôi. Thành ra quý vị nhìn kỹ rồi đó, thấy những cái người nào mà tu hành thiệt á, cái mặt họ ung dung tự tại, thanh thản, phải không? Thành ra mình dễ kết bạn hơn. Còn cái người mà không phải là tu thật á, tu giả đó, thì trong đầu họ cứ tính toán làm sao để kiếm tiền thôi. Cho nên từ chỗ đó mà nó hiện ra cái mặt của họ là cái mặt đi kiếm tiền nữa. Cái lời nói của họ lời nói để đi kiếm tiền đấy. Cho nên mình nhìn mình thấy những người mà cứ đi kiếm tiền không, sợ không? Đâu dám gần gũi, sợ họ gạt mình chứ. Còn những người mà họ không nghĩ cái này nữa, họ hiện ra cái tướng hiền lành. Cái tướng hiền lành, cái tướng dễ thương này nữa thì ai người ta cũng muốn gần gũi hết. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên đôi khi đó mình không cần, nhưng mà lúc bây giờ đó lại có những người giúp đỡ mình hơn. Này trên bước đường tu của thầy đó, thầy thấy này rõ. Cho nên có nhiều hồi đó mình rơi vào trong hoàn cảnh thật là khó khăn, nhưng mà khó khăn thì mình chấp nhận thôi. Mình cứ chấp nhận khó khăn, mình vẫn ung dung tự tại, không lo lắng. Thì cái trường hợp đó là có những người tự nhiên họ thấy mình, họ thương và họ giúp. Trong thời mà thầy đi học đó, thầy cũng có cái này. Tại vì trong cái lúc mà thầy còn đi học đó, thì lúc bây giờ đất nước mình còn chia đôi. Cho nên cái vấn đề mà chuyển ngân cái này rất là khó khăn. Thì bây giờ đó, trong lúc đó là thầy bị cúp chuyển ngân đi, phải không? Tức là cúp học bổng đi, tức là không có nữa, không có tiền nữa. Ở Việt Nam không gửi tiền qua nữa. Thầy nói không gửi tiền, thầy nói thôi không gửi tiền thì thôi cũng không sao, phải không? Trong lòng thầy không có nghĩ, mà thầy nghĩ tới học thôi. Thầy nghĩ tới học, thầy nghĩ tới tu thôi, thầy nghĩ tới làm việc thôi, chứ thầy không có nghĩ tới cái vấn đề mà tiền bạc, không nghĩ cái này nữa. Mà cái này thầy nói lạ. Rồi lúc bây giờ cái ông thầy giáo ấy, ông thầy giáo mà trưởng khoa của thầy đó, ông nói thôi bây giờ đó là anh vô anh làm việc ở trong trường đi, anh chỉ làm cái chuyện này với tôi đi, như vậy là mỗi tháng tôi sẽ trả anh cái số tiền này đó để anh đủ để mình chi phí anh học. Các vị thấy lạ không? Mình không có xin, không có nhờ, phải không? Nhưng mà
tự nhiên họ nghe nói mình có cái hoàn cảnh khó khăn như vậy đó, nên họ có cái ý họ giúp. Họ có cái ý họ giúp đỡ mình á. Thì đây người ta nói là quế nhân là cái chỗ này. Hay là Phật trời phò hộ mình vậy. Thì nói cái này Phật khiến họ. Phật khiến họ phát tâm. Phật khiến họ hợp tác với mình. Phật khiến họ giúp đỡ mình. Cho nên cái này là ơn trên phò hộ. Là phò hộ cho những người tốt này. Chứ những người mà lo lắng, buồn phiền, tính toán nhiều quá nè. Nó thôi, để nó tự lo lấy phải không? Tức là trời Phật đâu giúp người này chi nữa. Nó đã lo rồi, bây giờ mình đâu cần lo nữa. Đó, đây là cái điều chính. Cho nên mình lo tu một cái đó, thì cái trường hợp Phật giúp cho mình. Nên nó trong đời tu, thầy nghĩ Phật giúp là cái này nó quan trọng. Vì mình không có ham muốn, không có tính toán, thì tự nhiên nó có các cái vị mà hộ pháp, các vị thần linh họ giúp đỡ. Còn một cái việc này nữa cũng ở trong đời thầy đó, thầy thấy là khi mà thầy ở bên Ấn Quang đó, thầy đã có một người đem cúng cho thầy một cái tượng Phật bằng mã não. Tại vì cái tượng này thuộc loại tượng quý, phải không? Mà mới sau ngày giải phóng này, cái tượng này người ta không giữ ở nhà nữa, người ta đem ta cúng cho thầy. Thì người ta cúng cho thầy, thầy để trên bàn thầy thờ chứ. Thầy để trên bàn thầy thờ. À, thì trong lúc đó, thầy đi qua bên chánh điện, thầy lại Phật. Chánh điện chùa Ấn Quang, thầy qua bên chánh điện, thầy lại Phật. Mà thầy quên đóng cửa đi. Thì cái anh ăn trộm đó, anh chung vô. Anh thấy cửa không đóng đó, anh chung vô, anh thấy có cái tượng, anh lấy bỏ ông sách anh sách anh chạy. Anh vừa chạy xuống dưới đất, anh gặp anh công an ngoài cửa đi vô. Ông công an điểm mặt anh á. Anh sợ quá rồi, thì bây giờ ông công an này ông nói, mày lấy cái gì trong chùa đây? Anh mở giỏ ra anh coi, anh thấy tượng Phật. Lấy chỗ nào đem trả lại chỗ đó. Thành ra cái anh công an này cũng không quen biết, không có gì hết thầy á. Nhưng anh nắm đầu này, anh dắt lên tới chỗ phòng thầy á, lấy tượng Phật đem để trên bàn nguyên. Thầy nói cái này là hộ pháp. Hộ pháp Long Thiên á. Tại cái tượng này đó, ta đem ta cúng cho thầy, ta đem ta cúng cho thầy. Tức là cái chỗ này đó, là Phật muốn cái tượng này ở đây. Khiến người ta đem tới ta cúng. Cho nên một người khác đó, mà tới đây lấy đi đó, thì trường hợp hộ pháp họ chặn lại. Đây, trên bước đường tu, nếu các Phật tử mà có cái niềm tin như vậy đó, thì mình không cần lo và cũng không cần tiếc làm chi. Thành ra cái gì mà của mình đó, của mình á, thì lúc bây giờ đó là hộ pháp Long Thiên đem tới, phải không? Đem tới cho mình thôi. Thì cái này mình làm. Còn cái này không phải thì thôi, không phải của mình á, thì thôi nó đi thì thôi, phải không? Mình nhẹ đi, chứ không cần lo chứ. Bây giờ có cái tượng này đó, thì mình cũng tu, mà không có tượng này mình cũng tu, phải không? Đấy là sự thật nhé. Thì cái này đó, mình không cần lo chứ. Thì cái trường hợp này, cái phước mình nó có đó, thì tự nhiên cái này nó tới thôi. Các Phật tử tập như vậy đó, để giữ cái tâm hồn mình cho nó thanh thản đó, thì lúc bây giờ mình mới tiếp cận với Phật được. Cho nên cúng cho Phật đó, cái điều quan trọng nhất đó, là đây đó là Đức Phật dạy mình đó, là chỉ có cái tấm lòng. Cái tấm lòng. Cái tấm lòng quan trọng hơn, còn vật không cần. Ngài Phổ Hiền cũng nói vậy, dầu tiền của chất như núi Tu Di đi nữa, cái này cũng không quan trọng. Mà quan trọng là gì? Có cái tấm lòng, hay không? Có tấm lòng đối với Phật. Tại Phật đâu có thiếu mấy cái đó. Tiền của Đức Phật đâu có thiếu. Phước của Đức Phật lớn quá rồi, Ngài đâu cần cái này. Mà mình đem mình cúng cho Ngài nữa, Ngài đâu cần. Đó, cái đây là điểm quan trọng nhất đó, mình thấy. Mình cúng cho Phật xong rồi đó, mình lấy xuống mình ăn, phải không? Chứ Phật có ăn của mình đâu. Nhưng mà sau này đó là tại vì đó, Đức Phật đó, nhận là tại sao? Tại nhận mình cúng lên cho Phật, Đức Phật nhận cái này đó để nuôi tăng, nuôi những người tu hành này nè. Thành ra những người tu hành để giữ gìn chánh pháp của Đức Phật. Tại những người tu này chưa có phước, cho nên bây giờ tất cả các Phật tử đem cúng, đem cúng cho Phật. Nhưng mà Phật thì Ngài nhận chứ Ngài không ăn, cho Ngài mới cho lại thầy, phải không? Thành ra Phật nói, thôi tôi đâu có xài cái này, thôi bây giờ đó ông lấy cái này ông làm đi, làm cho đạo đi, làm cái gì đây? Thì bây giờ nó thầy nói thôi, bây giờ nó Đức Phật cho
con á, thì con lấy cái này đem lên á, để nuôi tăng ở trên học viện. Thì học viện của thầy bây giờ có trên đó, đang nội trú trên đó là 700-800 tăng ni tu trên, phải không? Thầy nó đem Phật cho thầy thì thầy đem để nuôi mấy ông này. Nó có ý nghĩa như vậy đó thì Phật mới cho. Còn mấy ông thầy khác đó, mà xin biểu Phật cho, Phật cũng đâu cho. Tôi cho ông hư đi, tôi đâu cho, phải không? Thế nên cho ông để ông làm đạo thì cũng cho. Còn cho mà để cho hư đó, thì Phật không cho. Cho nên Đức Phật cũng dạy mình đó, mình cúng dường cho những người đó mà họ thật tu, để họ đắc đạo đó thì mình có phước. Còn mình cúng dường cho những người đó để họ bỏ tu đó thì cái này mình hại họ. Tại có những người đó họ nghèo khó thì họ mới tu được, thì để cho họ nghèo khó họ tu. Còn những người đó nó họ thiếu thốn quá mà mình giúp họ một phần thôi thì họ lại tinh tấn họ tu được đó, thì mình nên giúp. Cho nên giúp nó phải đúng người và đúng lúc đó, thì cái phước mới sanh ra. Phật thì có trí tuệ rồi cho nên biết. Ở trên Niết Bàn Ngài nhìn xuống Ngài thấy coi như người nào làm được cần thiết đó, thì Ngài cho. Ngài cho, Ngài khiến cho mình đó, mình được cái này, được cái kia thì để là mình cúng. Đấy. Cho nên cái quan trọng nhất là các Phật tử nghĩ là cái tấm lòng của mình là chính. Người tu theo Phật đó. Vì vậy đó, mà ở đây cái lòng của mình đó, nên cái bài nguyện hương đầu tiên đó, quý vị thấy đốt nén tâm hương, tức cái tâm của mình đó, cái tâm của mình đó, mình bộc phát lên. Tại cái hương mình đốt đó, thì khói nó lên, phải không? Cái tâm mình đó, đem mình nghĩ tới Phật đó, mình gọi là đốt đó. Nung cái tâm mình cho nóng lên, nóng lên đâu. Cái tâm này nó nóng lên đó, để mà nó hướng về Đức Phật, nó nóng lên. Cho nên khi mà các Phật tử nhìn tượng Phật rồi nghĩ tới Phật đó, mà không nghĩ cái gì khác hết đó, thì cái này đó, cái tâm của mình nó đốt lên đó, nó nóng, nó hướng về Đức Phật. Cho nên lúc bây giờ đó Phật mới gia bị tới cho mình. Tại nên trên bước đường tu đó, thầy trải nghiệm thầy thấy này. Khi nào mà thầy nhìn Đức Phật, nhìn với tất cả tâm lòng của thầy đó, thì thầy có cái cảm giác Phật cũng nhìn lại mình. Mình nhìn Đức Phật rồi Phật cũng nhìn lại mình. Rồi đôi khi đó thì mình có cái cảm giác đó, mình thấy mình tha thiết với Phật đó, thì Phật lại xoa đầu thọ ký cho mình, phải không? Nó sáng đi con, phải không? Không sao đâu, ráng tu hành đi, phải không? Đấy là sự thật. Nếu mình có cái tâm như vậy đó thì mình thấy trong đời mình nó có nhiều cái thay đổi lắm. Chứ còn mình đòi hỏi, mình xin đủ thứ chuyện hết đó, thì cái này không bao giờ có. Cho nên đó, cái tâm mình đó, phải đốt lên, đốt cái tâm lên. Chứ còn đó, trong lúc mà các Phật tử tu hành đó, nhưng mà không dụng tâm đó, không dụng tâm nghĩ tới Phật đó, nhiều khi miệng thì mình đọc kinh nhưng mà lòng mình nghĩ đâu ấy, phải không? Thì cái này không rồi, cho nên không có kết quả. Vì vậy cho nên phải tập trung hết lại để cho nó bốc lên. Nó bốc lên giống như là mình đốt cái hương, cái là cho khói nó bay lên. Thì cái này người ta gọi là tâm hương. Nên mình mới có một câu là đốt nén tâm hương đó. Cái tâm này quan trọng, còn cái này là phụ. Cái hương đốt ở trên bằng Phật là phụ, chứ không phải cái đó chính. Mà cái hương tâm mình đó, cái này quan trọng. Mà hương tâm này có nghĩa là mình phải tập trung lại. Mà cái người đó, họ có lòng với Đức Phật đó, họ đứng họ nhìn Phật, họ lại Phật đó, quý vị nhìn thấy cái tướng họ dễ thương lắm. Cái này là cái điều quan trọng nhất, là họ có tu đó. Cho nên lúc bây giờ đó, cái tâm mình cúng cho Đức Phật đó, thì cúng cái gì? Ở đây mình gọi là ngũ phần tâm hương. Mà cúng ngũ phần tâm hương này đó, thì Đức Phật sẽ ban cho mình ngũ phần pháp thân. Cái này quan trọng nhất. Nếu ai cúng được cái phần hương nào thì Phật sẽ cho mình cái phần pháp thân đó để mình tu. Thành ra cái phần thứ nhất á, phần thứ nhất á, mình dâng lên cúng cho Đức Phật á, là cái này đó mình gọi là cái đức hạnh. Cái hương giới đức, cái hương này quan trọng. Thành ra từ ở nhà mình đi tới chùa này, mình tới nhà mình tới chùa đây này, coi như là những cái điều Đức Phật dạy đó, mình ứng dụng trong cuộc sống mình, phải không? Có một người họ gây khó khăn cho mình, có một người họ mắng chửi mình, mà mình nghĩ tới Phật, mình nhịn được á, thì bây giờ nếu mình tới mình nhìn lên Đức Phật, mình nghĩ mình sung sướng, mình thưa với Đức Phật đó. Nó con theo Đức Phật tu mà giờ nó chửi mắng con mà con không giận nó, phải không?
Phật gật đầu. À, như vậy tốt đó con, phải không? Nếu mình tu mà mình có cái cảm giác đó, tức là mình có làm cái gì đó thì mới dâng cúng cho Phật được chứ. Chứ còn nói suông thì không được. Thành ra Đức Phật nói là trong trong sáu cái pháp ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Phải không? Trong sáu cái pháp tu mà Đức Phật dạy các vị Bồ Tát này, mình làm được cái gì đó, mình làm được cái gì đó mà mình đem lên mình dâng cúng Đức Phật. Cho nên thầy thấy trong đời thầy tu cái này thầy áp dụng nhiều nhất. Thế nên khi mà người ta chửi mình cái mà mình cười được, mình nhịn được, mình là Phật tử mình nhịn được cái này đó. Rồi mình lên mình nhìn Đức Phật đó, mình nói bữa nay nó chửi con nữa mà con thương Phật, con nhịn, con nhịn nó được á, nó là tốt đó con, ráng đi, phải không? Như vậy đó, tức là Phật ban cho mình một cái phần pháp thân về giới đức. Cho nên đó, Đức Phật mà ban cái giới đức cho mình rồi đó, thì lúc bây giờ đó mình sẽ hiện ra cái tướng hiền lành dễ thương, cái này có này. Hồi nãy mình nhịn không được, mình đánh lại nó, mình chửi lại với nó đó, thì mình hiện lên cái tướng hung ác của ma quỷ. Nhưng mà mình nhịn nó được rồi đó, mình tới mình thưa với Đức Phật đó, thì lúc bây giờ Đức Phật nhận cái này cho mình rồi, Đức Phật ban cái phần pháp thân này cho mình đó, gọi là giới đức pháp thân. À, tức là mình tự nhiên hiện ra cái tướng hiền lành dễ thương. Mà có cái tướng hiền lành dễ thương rồi bắt đầu tu dễ. Tức là ai thấy mình cũng thương hết đó. Tại mình có cái tướng dễ thương mà sao lại không thương? Cái tướng hiền lành ai không quý trọng, phải không? Cho nên trên bước đường tu cái này phải có trước, cái phần này phải có trước đó. Tức là phải tập cho được cái này. Hay mình thấy một cái gai rớt trên đường, mình sợ người ta đi người ta đạp, cho nên mình lượm đi, mình nhặt đi. Tất cả những cái này, cái lòng tốt của mình á, mình tích tụ cái này lại, rồi mình tới mình quỳ trước Đức Phật mà mình thưa mình cúng đó. Chứ không phải là giống như mà những người mà mê tín, họ đem họ đốt nhang từng bó vậy đó, rồi họ để cho nó ngộp, biết không, thở không được nữa, thích cái đó sau này bị ung thư giùm họng hết đi. Cái này rất nguy hiểm. Nên chùa mình đây các Phật tử thấy không có đốt hương, phải không? Đốt nhưng mà đốt rất ít. Mà cái này đó là thầy chỉ đốt hương cái loại hương mà không độc thôi, mà rất ít. Đấy, còn tất cả các Phật tử mình á, mình đốt tâm hương thôi. Mình nghĩ là trong sáu cái pháp ba la mật mà Đức Phật dạy các vị Bồ Tát đó, mình thấy mình nên ứng dụng cái pháp nào và được cái nào đó, thì mình tới đây đó, mình quỳ trước Phật mình nói. Mà hãy Phật ban cho mình cái pháp thân này đó, thì cái này cái đầu tiên mình có được đó. Khi mình đi chùa mình lễ Phật xong rồi mình về đó, ở nhà mình á, ai nhìn thấy mình họ cũng thấy dễ thương, biết không? Ai họ thấy cũng quý đó, là cái này là biết là mình tu được rồi đó. Còn trong lúc mà mình chỉ tụng cả bộ kinh rồi về mình mệt quá, mình gặp ai mình cũng gây hết đó, thì cái trường hợp này hỏng rồi. Phải không? Có nhiều người đó, sáng tới chùa rồi ôm bộ kinh Pháp Hoa tụng cho tới chiều tối mới đi về, vừa đói vừa mệt nữa, biết không? Rồi trong người nó bực bội, cho nên cái mặt hầm hầm đó, đi về nó gặp ai mà gây hết thì này thôi hỏng rồi. Cho nên tu theo Pháp Hoa, nhưng mà cái này thực ra là tâm tà, cho nên không kết quả. Còn ở đây lúc bây giờ đây, mình chỉ có một cái tâm mình, cái tâm thiện của mình á, mà dâng lên cho Đức Phật, rồi Đức Phật xa đầu thọ ký cho mình á, ban cho mình cái pháp thân này nữa, thì mình hiện ra cái tướng giải thoát. Cái tâm mình an vui và cái thân mình giải thoát đó, ai thấy mình cũng thương hết đó, thì cái này mình kết được cái quả ban đầu mà mình có. Mới có một câu thôi, phải không? Kỳ sau rồi mình tiếp cái này nữa. Thôi xin đứng về để hồi hướng.